Ngọc Nhật chào mừng tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa cập bến về một chiếc xe bảng số đang đeo là 66A27562. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đà gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. 69 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2003. Đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Đồng sơn si, con xe này ta nói nó không thể gì mà chưa được nước sơn không thôi là quý anh chị nhìn anh chị sẽ thích ngay luôn nha. Nước sơn chủ trước người ta làm nước sơn này cũng khá là tốn kém chứ phải hơn 10 triệu nha anh chị nha. Phối cái màu nhìn rất là xinh xắn và sành sò. Con này phiên bản là bánh treo đèn cây nha quý anh chị nha. Đây nước sơn này chưa không? Ta nói nó đẹp quá đẹp cho một cuộc tình luôn mà chỉ có 69 triệu đồng thôi là anh chị sở hữu ngay một chiếc xe 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Ở bên trong em nó thì sở hữu thêm một dàn nội thất ghế da rất chi là sạch sẽ luôn, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Nói chung là đẹp lộng lẫy, đẹp len sven thì không đẹp, nói chung là đẹp so với phân khúc là 69 triệu đồng là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe này. Đây, ghế bọng này chị ha, rất chi là ok ha. Trần bọng thì trần nỉ, hai dàn lạnh luôn. Đây anh chị thấy là sàn xiết đồ ngon lành cành đào đây, ghế bọng ngon lành. Nè, nước sơn là sơn rất chi là kỹ luôn nha anh chị nha. Đây, quá đẹp luôn, tắp bê tắp lô nè. Đó, quý anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp muốn sở hữu một chiếc xe đăng ký 8 chỗ ngồi gia đình đi chơi rộng rãi thoải mái thì đây là một sự lựa chọn cho anh chị ha. Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2003, bánh treo, đèn cây, máy xăng, đồng sơn si thì ta nói không thể gì mà bàn cãi được nha, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Lạnh lẽo thì hai da, đó vậy không? Nước sơn thôi, một cái màu thôi là anh chị cảm nhận được rồi là cái chất xe em nó như thế nào rồi đúng không? Kiểm định thì còn tới tháng 8 năm 2024 chúng mình mới gặp lại nhau. Đèn bọng thì em nó hỗ trợ một bộ đèn gầm nè, đó, đèn bọng rất sáng nha anh chị nha, rất sáng nha. Đây, mình bọc tôn tiết ngõ ok, bản số đang đeo là bản số ở Đồng Tháp nha quý anh chị, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó nói con xe này anh chị lên là anh chị nào mà đam mê dòng Mitsubishi là anh chị xem là anh chị ưng cái bụng ngay luôn. Đó, đây tắp bê cửa tài đó anh chị, đó, quá đẹp luôn. Chủ trước người ta lên thêm một cái rèm cửa nha anh chị, cái này kéo ra rất chi là ok. Đây keo chỉ nè, tôi nói nó căng đét luôn, kèo cột trụ A trụ B nè. Đinh chỉ của em nó tuy là nước sơn lại thôi mà nhưng con xe này là nó rất là chất và liền lạc nha quý chị nha. Đây máng mương của em nó anh chị thấy không, nó liền là những dấu hiệu nó lên xe mình không có bị úp, không bị cấn đụng trong xương chậu nha. Cản đầu cản trước va quẹt thì trong quá trình xài thì không thể nào tránh khỏi được rồi. Rồi bước vào hệ thống bên trên thì xe có hỗ trợ một dàn nhạc Bluetooth, USB camera sập sình các kiểu con đà điểu luôn. Đây vô lăng thì thiết kế kiểu vô lăng là 4 chấu mặt đồng hồ rất sáng. Đây rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho quý anh chị của chú các bạn cùng tham khảo ha. Đây, tay lái thì tay lái trợ lực nha quý chị nha, đèn còi xi nhan đầy đủ không thiếu một chức năng hết. Máy lạnh cam kết anh chị luôn, sâu như Đà Lạt luôn nha, không lạnh không lấy tiền. Bốn kính thì kính là chỉnh diện, mọi chức năng đang hoạt động rất là trơn tru nha quý anh chị nha. Đó mọi nè, xe này anh chị lấy và chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi, không phải sửa chữa và không phải làm gì cả. Đây, máy móc thì ta nói nó nổ cực kỳ dễ thương. Đèn bọng thì tối là bao sáng luôn nha anh chị nha, chạy là bao luôn nha. Đó một cái form dáng nhìn rất là xịn sò và xinh xắn. Đây, máy móc anh chị nghe không? Đứng sát bên nha, lắng tai mới nghe cái tiếng nó nổ chành, nó nghe rất là đã anh chị, rất là dễ thương. À, với một nhiều chúng tích xylon là 2 chấm. Con này là xài chế hòa khí nha anh chị nha, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, keo chỉ thì đừng có nói nữa, tao nói nó căng đét đằng đẹp luôn. Con này rơi xăng thì tầm 9 lít nha anh chị nha, 9 lít nha, đó, 9 lít là 100 cây số, nói chung là xe này đi 8 ghế thì anh chị cứ đi xa đi, 100 cây số thì 9-10 lít xăng là quá là chuyện bình thường, mà đi được tới 8 người nha anh chị nha, là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú. Đó, con xe mà anh chị cô chú mà lấy về dọn cái số tiền dọn không thể nào mà dọn được như chiếc xe này đâu, dọn rất là tốn kém. Có nhiều anh chị mua chiếc xe chỉ có 5-60 thôi mà về bỏ thêm 5-60 nữa dọn thì mới được ra như vậy nha. Nhưng chiếc xe này thì đã dọn sẵn rồi, mình cũng không phải làm gì cả, cũng không phải sửa chữa, chỉ việc lấy về là chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và đi thôi. Này, cái này nó bị mất cái lẫy khóa nha cô chú anh chị nha. Đây, này mở sao ta, này nó bị cứng rồi anh chị, nó mất cái chỗ này rồi. Cái này nói chung về mình chế mình độ lại tí xíu anh chị. Cái này có một cái khoang cốp ở đằng sau thì em nó cũng rất là rộng rãi nha cô chú anh chị, nó rất là rộng rãi. Quý anh chị cô chú nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe Mitsubishi Yuli này thì xin vui lòng alo cho em nha. Đây, gầm bệ của em nó thì anh chị cũng đừng suy nghĩ luôn. Ta nói nó dàn gầm là trời ơi là nó đẹp nha. Bên em bán xe là xe nào đẹp nói đẹp, xe nào xấu nói xấu, thuận mua thì vừa bán nha quý anh chị nha. Vậy không? Hai cái thành lường nè. Nó quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Với phiên bản là
cầu sau em nó xài nhíp, con xe này là đẹp lộng lẫy luôn ha. Đó, đẹp là đẹp so với số tiền là 69 triệu đồng chứ không phải là đẹp so với số tiền là 690 triệu đồng nha chị nha. Bốn cái vỏ thì em nó còn được coi như là 70-80%, mâm đúc rất là xịn sò, nước sơn bao đẹp luôn, nhìn một cái một là anh chị chỉ việc rớt lúa thôi. Máy móc em bảo hành cho cô chú anh chị là 3 tháng ha, kiểm định thì còn rất là đâu. Đó, xe này quý anh chị không mua thì mua xe gì đây? Đó, anh chị nào thiện chí muốn sở hữu chiếc xe Mitsubishi Yuli sản xuất đời 2003 với phiên bản máy xăng đăng ký là 8 chỗ ngồi không hết niên hạn này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220. Và đây là lần đầu tiên cô chú chị đến với kênh của em thì cô chú chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em ha. Ở bên em xe nào đẹp là nói đẹp, xấu là nói xấu nha, chứ không phải là mình là bậy. Chiếc nào nói là tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy là ok, còn xe này là bao anh chị chạy Bắc Nam Nam Bắc nha, đạp là dính ghế nha, đạp rất sướng nha. Đó, 69 triệu đồng thôi, anh chị lấy về không thể sơn được như vậy đâu hả. Cầm 69 triệu đồng mà anh chị dọn được một chiếc xe Mitsubishi Yuli như vậy thì rất là hiếm nha. Đó, anh chị nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nghiệp thì xin vui lòng liên hệ với em nha. Vâng, xin chào và hẹn lại quý anh chị nha.